co cứng chi, liệt tay, chân hoặc có thể là liệt nửa người. Suy giảm khả năng vận động. Rối loạn ngôn ngữ vĩnh viễn. Đau đầu dữ dội. Xã hội càng phát triển, những biểu hiện của đột quỵ ngày càng xuất hiện ở lứa tuổi trẻ hơn. Thức khuya, tắm muộn, lười vận động hay thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ là những thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến mạch máu não. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ, 50% trong số đó không thể qua khỏi. Hiện có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ người bị đột quỵ dưới 40 tuổi tăng trung bình 2% mỗi năm. Điều này làm như thế nào để có thể phòng ngừa được? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống của truyền hình Công an Nhân dân. Theo ghi nhận của phóng viên INTV, thời điểm này trong năm thường được các bác sĩ gọi vui là mùa đột quỵ khi số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Ghi nhận tại Bệnh viện 198 Bộ Công an, số lượng bệnh nhân trẻ đến cấp cứu điều trị tăng với những nguyên nhân khác nhau. Anh thấy nói đã dễ cử động hơn là sáng nay chưa? Dễ hơn hả? Chân nhấc lên được rồi. Chân nhấc lên được rồi. Thế đã đỡ tê chưa? Anh Điềm, 50 tuổi, được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng đột quỵ lúc 6 giờ 30 sáng nay. Anh nhập viện trong tình trạng nói ngọng, liệt 1/2 người phải, liệt dây thần kinh số 7 trung ương phải, méo miệng, tê bì người phải. Được chẩn đoán là nhồi máu não cấp giờ thứ 3, tăng huyết áp, đã được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Được rồi ạ. Anh nghe răng cho em xem nào. Nghe răng. Rồi. Bây giờ anh tự chủ động anh giơ hai tay lên em xem nào. Anh giơ hai tay lên. Giơ tay lên. Trẻ tuổi hơn anh Điềm, anh Hùng chỉ mới 40 tuổi cũng đang nằm tại buồng đột quỵ bệnh viện 198. Anh Hùng khi nhập viện có triệu chứng lơ mơ, liệt hoàn toàn 1/2 người trái, nuốt nghẹn, thất ngôn, không nói được. Anh giơ tay lên xem nào. Tay bên này. Giơ tay, cố gắng giơ lên xem nào. Giơ giữ. Là giữ. Không sao, chậm em đỡ. Nào, anh giơ thẳng lên. Đột quỵ là một tình trạng tổn thương đến não xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi, tuy nhiên những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ dưới 45 tuổi bị đột quỵ ngày càng gia tăng. Có hai loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng 85% tổng số các ca đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não. Đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ, khiến máu chảy ồ ạt xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do động mạch mỏng, yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ. Chúng tôi hay có một cái câu thơ để cho mọi người dễ thuộc như thế này. Đó là méo cười, ngọng nói, rơi tay. Thì gọi ngay cấp cứu, đi ngay đừng chờ. Những cái dấu hiệu nhận biết đột quỵ. Thứ nhất đó là vẻ mặt. Vẻ mặt thì có thể là có méo miệng, có cười nói có thể lệch nhân trung. Thứ hai là có thể có nửa người yếu chi thể ở một bên. Và thứ ba là có thể có nói khó. Nói khó là nói khó phát âm thành tiếng. Nguyên nhân chủ yếu gây ra đột quỵ ở người trẻ thì xuất phát từ chế độ nghỉ ngơi không đảm bảo, chế độ ăn uống không lành mạnh, không khoa học như là ăn nhiều chất béo và đường, ít vận động khiến cho tuổi khởi phát của một số bệnh lý ngày càng trẻ hóa. Ở người trẻ thì việc hay dùng thuốc lá, bia, rượu, chất kích thích đã làm cho đột quỵ đến sớm hơn. Dù ở độ tuổi nào thì việc cấp cứu đúng cách và tận dụng thời điểm vàng có vai trò vô cùng quan trọng trong cứu sống người bệnh cũng như hạn chế những biến chứng một cách tối đa.
Bệnh nhân đến càng sớm thì là cái khả năng mà có thể can thiệp để cứu được cho bệnh nhân hồi phục càng cao. Ngày xưa là người ta là trong vòng 3 giờ, còn hiện tại là cái cửa sổ thời gian đấy đã kéo dài đến 4,5 giờ. Ngoài ra thì còn cái can thiệp nội mạch là người ta sẽ đưa dụng cụ, đối với các cái tắc mạch lớn, đưa dụng cụ vào để lấy cái cục máu đông ra. Thì đối với cửa sổ ngày xưa là 6 giờ, thế còn hiện tại thì các cái nghiên cứu tùy theo từng mạch người ta đã kéo dài thời gian đến 24 giờ. Các tổ chức y tế thế giới sử dụng cụm từ viết tắt BFAS để nói về các dấu hiệu cho thấy người bị đột quỵ. BFAS được viết tắt cho 6 chữ cái tiếng Anh, với mỗi chữ là một dấu hiệu nhận biết: balance, cân bằng; eyesight, thị lực; face, khuôn mặt; arm, cánh tay; speech, lời nói; time, thời gian. Để phòng chống đột quỵ thì điều đầu tiên là chúng ta phải hạn chế những cái nguyên nhân mà gây nên bệnh đột quỵ. Ngoài những nguyên nhân mà mình không thể thay đổi được thì mình có thể khắc phục được bằng chế độ sinh hoạt, bằng thuốc. Ví dụ như là khi mà mình bệnh mắc các bệnh mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp hay tiểu đường, thì mình phải kiểm soát bằng thuốc thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Thứ hai là cái tình trạng mà rối loạn chuyển hóa lipid, tăng mỡ máu, thì mình phải dùng thuốc theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết, và mình phải hạn chế cái chế độ ăn nhiều đồ ăn nhanh và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Ba là mình phải tránh những cái căng thẳng thần kinh quá mức. Tư là hạn chế uống rượu bia nhiều, hạn chế hút thuốc lá và sử dụng chất kích thích. Thứ năm là mình tránh thức khuya, tránh tắm muộn. Và thứ sáu là mình phải duy trì một cái chế độ thể dục thể thao hợp lý để duy trì cái sự khỏe mạnh lâu dài của cơ thể. Cần phải thay đổi lối sống là gì? Tăng cường hoạt động thể chất, có một chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau củ quả, giảm các cái thức ăn mà nhiều cholesterol. Đối với bệnh nhân mà chưa có bệnh lý gì thì một năm người ta, đối với bệnh nhân trẻ có thể một năm một lần. Đối với những bệnh nhân mà từ trung niên trở lên thì có thể là 6 tháng người ta đi xét nghiệm một lần. Còn với những bệnh nhân đã có bệnh nền rồi, ví dụ như đái đường hoặc là tăng huyết áp, thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ. Một nghiên cứu tại châu Âu chỉ ra rằng là trong số các bệnh nhân đột quỵ là người trẻ thì có tỷ lệ là 49% nghiện hút thuốc lá, 46% rối loạn mỡ máu, 36% tăng huyết áp. Ngoài ra, những người đã có sẵn bệnh lý về tim mạch hay stress là những yếu tố có thể gây ra các biến cố tim mạch nguy hiểm. Người đã bị đột quỵ thì cần loại bỏ những lối sống thiếu khoa học. Vì vậy, phòng chống bệnh đột quỵ từ sớm hay là thay đổi những thói quen ăn uống là một điều mà quý vị các bạn nên chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình. Chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai.